gì? Đoàn kết, tự tin, quyết thắng. Và như vậy, giai đoạn 1 của trận đấu giữa Ai Vũ Tân Lộc và Mai Vũ đã chính thức bắt đầu. Tôi nhận được đó là Mai Vũ MC đoàn kết, tự tin và chiến thắng. Hãy như vậy, ngày nay Mai Vũ mang đến với số 13 Đăng Đạt, số 6 Thích Văn Hà. Cố ơi, không được. Trên 4 cây sóng, phủi số 7, cũng phải là số 1. Truy lượt thể thao và đêm 38 thể thao. Một trận đấu được về đầu tư bài bản chỉnh chu đến từng thớ thịt một, đến từng tất đất và góc phải. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Đó là sự bung ra của thủ thành bên phía Tân Lộc FC. Hôm nay anh chính là thủ thành. Nhưng đừng quên rằng số 8 cũng đang chơi. Tân Lộc chiến điểm vào. Như chúng tôi đã nói về bộ số 7 thì đó là sự hợp sau đường truyền như đặt của số 8 đồng đội Đình Sơn. Cái này sự hợp vào thế phải ghi bàn thôi. Quá đẹp mắt. Ôi trời ơi, tí nữa thôi thì đã là 2-0 rồi. Okay, tôm cá và đặc biệt là cá gì cá bóng rất gọn. Ở Lộc Hà bây giờ nhà tầng mọc còn nhiều hơn cả tôm cá nữa, bởi họ có truyền thống xuất khẩu lao động tuyên thệ. Và thậm chí là trưởng ban tổ chức trẻ anh Hiền cũng đang có mặt ở trên sân để kiểm soát tình hình. Tân Lộc có số 13 cũng rất hay. Đó là Duy Nghĩa hay có Duy Hợp số 7. Đình Sơn đã là 89 là 36 tuổi rồi, đồng hành với giải không những lần này mà những lần khác nữa. Cơ hội sẽ điểm sân trái không vào. Tân Lộc quá mạnh, Tân Lộc đã sút rất nguy hiểm. Mai Phụ có cơ hội nhưng một lần nữa thì thủ thành tài ba của Tân Lộc lại chơi hay. Đây rồi. Mai Phụ cố lên. Trọng Đức đang là người hùng thực sự. Một thủ vừa Trọng Đức lại trọng sự chắc chắn nữa. Nhưng cũng may người mà đã đi David De Gea phải gọi bằng cu. Không có lỗi. Ông Vinh. Đấy rồi. Chưa được. Con số theo dõi đã lên 52.000 rồi. Đúng là Lộc Hà quan tâm bóng đá tuyệt vời. Tại sao không ghi điểm hả? Trời ơi. Trọng Đức vẫn chưa bị phá trình lần nào cả. Nhưng phải nói rằng quá tiếc cho Mai Phụ ở tiếng này. Một pha số 20 đã không thể. Các bạn nhìn, hãy nhìn vào băng rôn màu đỏ. Hãy nhìn băng rôn màu đỏ bay phấp phới. Và là thủ Mai Phụ FC. Đúng là thay chấp quyết liệt. Bóng phát ra an toàn. Đúng rồi. Và cách chỉ một bàn thôi Mai Phụ ơi. Kinh nghiệm. Lại là Trọng Đức. Ui giời ơi. Đức ơi là Đức. Tất. Xã Tân Lộc là xã gần biển. Có nhiều cánh đồng lúa. Đấy rồi. Xin đẹp không vào. Đấy đâu. Lại là Trọng Đức thêm một lần nữa tỏa sáng. Quá khủng khiếp của chàng trai này. Xuân Đức là người xin điểm. Và Trọng Đức là người đã đổ người cản phá. Quá đẹp mắt. Quá đẹp. Trên thầy trò chiến lược gia Phan Trọng Tuệ và trợ lý huấn luyện viên Phan Huy Hợi đang chơi hay. Và thầy trò huấn luyện viên Võ Nguyễn Võ Hoàng Phú cần phải bình tĩnh. Bàn thắng thứ hai cho thủ Tân Lộc FC. Quá hay.
nhìn. Nhưng trọng tài đã nói không. Như vậy là bàn thắng thứ hai không được công nhận. Bóng đã chạm tay trước khi được vào đưa vào lưới. Và nó vẫn là chỉ là 1-0 thôi. 1-0 thôi. 1-0 thôi quý vị ạ. Chúng ta vẫn nhận thấy Mạc Rào Mai Phụ cố lên. Tự tin chiến thắng và vô địch. Chiến điểm vô. 1-0. Đã ghi bàn là số 6. Số 6 đã ghi bàn, đó là Tăng Xích Long. Như vậy trận đấu ở bảng D cũng đã có bàn. Quá hay. 1-0. Xích Long đã cuối mình thì số 1-0. Ở giây cuối cùng của hiệp 1. Và tiếng gọi hiệp 1 đã khép lại. Ôi giời ơi, hay thế. Lại là bàn thắng tiếp theo. Quay. Bóng lưới luôn à? Quay cho đội bóng Tân Lập. Thủng lưới luôn. Tiếp theo chúng ta theo dõi lại. Lại là bàn thắng của Duy Nghĩa. Chúng tôi đang còn làm chậm là bàn thắng kia. Thì Duy Nghĩa đã ghi bàn số 13. Đúng là số 8 là người đá phạm lỗi. Và tất nhiên anh đã phải ra sân. Đây là một cơ hội cho Tân Lộc FC. Nguyễn Văn Cường, người đàn nữ cô đá bàn này. Dưới kia mất bóng là tường sắt. Dưới kia Mai Phụ phản công. Thôi lấy bóng tốt. Vẫn là Tân Lộc. Cơ hội được ngược lại. Ui, chưa được. Anh cho rằng đó là một tình huống cùi xỏ của đối phương. Nhưng trọng tài đứng rất gần ở tiếng này. Có vẻ như số 10 cũng đã vung tay. Nhưng trọng tài nói không. Chút. Không thể qua được thủ thành Vân Hà. Đây là phản công. Coi. Không có lỗi. Vẫn còn. Mai Phú FC nâng tỷ số lên 3. Một trận đấu quay. Và trận đấu mà Pháp và Argentina chung kết World Cup đang ùa về với chúng ta. Đó là số 10. Người đã rơi chân đẳng cấp là Nguyễn Xuân Đức. Quay. Lê Giang ngày hôm nay là một ngày hội. Nhiều trận đấu giữa Mai Phụ và Tân Lộc được quan tâm nhiều hơn ở bảng D. Bao rồi. Quá đẹp mắt. Thêm một bàn thắng nữa cho Mai Phụ FC. Và Tân Lộc là số dẫn bàn. Bây giờ đã bị dẫn ngược lại. Sự vung lên mạnh mẽ của những chiến binh áo đỏ đã làm cho họ tự tin. Đây là cơ hội cho Tân Lộc FC. Thực sự mà nói, người bị phạm lỗi là số 12 và người phạm lỗi là số 13. Duy Nghĩa xem thêm thức của đá bàn này. Duy Nghĩa sẽ đưa về hy vọng. Thế đây, không vào. Vì vậy mà việc bình luận viên có cởi áo, xin mời, xin quý vị thông cảm. Đây vẫn là của Tân Long. Duy Nghĩa. Duy Nghĩa đã có bàn thắng thứ 3 cho Tân Long FC. Và con thở là con gỡ. Tuyết đang chờ tiếng còi của trọng tài. 4-5 phút nữa. Đấy. Muốn chiến thắng thì không để thua thêm. Thank you.
39, dây thứ 39 luôn. Tôi không thể tin được. Đây rồi. Ui, có khi nào Tân Lộc lại dẫn ngược lại 5-1 không nhỉ? Khán giả thì cứ bảo tự tin có chứ. Thế tôi hỏi có khi nào Mai Phủ, có khi nào nữa đâu, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Một trận đấu mà quá mệt mỏi với ban tổ chức và vận động viên. Chúc mừng hai đội, chúc mừng Tân Lộc, chúc mừng Mai Phụ. Buổi thực tập chúng tôi đến đây khép lại.